trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đẩy được code từ bên cloud nine sang code commit uh, theo bên cicd nó thiết lập từ trước ha uh, phải là chúng ta sẽ đi qua từng bước uh, trong phần code commit này mình có thể tạo một cái repo à giả sử mình tạo một cái repo tên là ics uh, symbol đi rồi mình để các công, các cái option khác mặc định ha thì nay có một cái mà các bạn có thể tìm hiểu thêm đó là nếu các bạn dùng Java hoặc là Python có một dịch vụ trên đây gọi là, là Amazon Code Guru ha con này nó giống như là kiểu review uh, xem code mình có chỗ nào mình uh, đang không có best practice hay không uh, hay đưa cho những recommend cho mình uh, về một cái code để improvement nó giống như là một cái bạn làm uh, QA cho code chúng ta ha thì các bạn nếu bạn dùng Java và các bạn sẽ có thể sử dụng cái này thì trong cái phần mà code Um, có commit á, thì để đẩy cái cốt mình từ local hay từ cloud này lên trên cái repo này các bạn sẽ có những phương thức https, SSH và https grc ha thì uh, cách thức kết nối này các bạn uh, có như như các bạn phải đọc thêm một số tài liệu này ha nhưng tự chung á, là các bạn sẽ cần phải kết nối thì một trong những cách thức kết nối đó là kết nối thông qua cái uh, credential ha cái này thì là cái cắt mà thông được các bạn kết nối từ local rồi à, mở cái user của mình ra, user Kevin của mình. Thì các bạn sẽ qua cái tab security credentials. Các bạn sẽ cuộn xuống dưới này. Các bạn sẽ thấy có, ở đây nó sẽ có một cái là SSH uh, public key for code commit và HTTPS git credentials for code commit. Nói chung là các bạn tùy vào cái phương thức nào các bạn dùng ở đây này, các bạn dùng trong cái phần kết uh, nối HTTPS hay SSH thì các bạn sẽ cần cái Uh, thông tin credentials tương ứng và các bạn có thể generate ra thì mình, mình dùng https này mình kết nối từ cái máy local tại vì cái local của mình ở đây thì thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ kết nối lên trên web nhưng mà tuy nhiên trong cái trường hợp này á thì mình sẽ dùng là cái máy cái cloud này thì trong cái cloud này thì mình sẽ mình giới thiệu các bạn là bản chất nó bên dưới nó dùng EC2 đúng không ạ mở EC2 ra này Amazon EC2 thì các bạn thấy server ở đây thì trong server ở đây này các bạn sẽ thấy là uh, chúng ta có con cloud 9 c 9 này, trong phần security này các bạn thấy là dùng cái role này. thì cái role nó được kết nối với uh, code commit thì nó sẽ được đẩy code vào code commit. thì trong cái role hiện tại mặc định của mình chỉ có hai cái quyền thôi, một là SSM là quyền lập là quan để giống như là sh và còn uh, cloud nine uh, và một cái quyền nữa là Cloud9, Instant Profile ha, cũng là Excel Message, thì cái này nói chung là bây giờ mặc định là chưa có kết nối được với Code Commit thì mình sẽ làm từ từ để các bạn thấy và cách làm sao để khắc phục. Trong phần đầu tiên thì mình sẽ mở cái, mình sẽ copy cái code mình qua bên phía Cloud9 giả sử index.js mình copy này, mình làm khá thủ công, còn trong thực tế thì các bạn có thể đẩy qua thông các các kit ha mà. Mình làm để các bạn thấy nó, nó đơn giản thế nào thôi Rồi Ok à, chúng ta sẽ copy cái package json ở đây à, New Rồi chúng ta copy cái Docker, này. tại vì Docker, chút nữa mình sẽ dùng cái Docker uh, Docker file này để build ra con Docker và lưu trữ trên ECR trên AWS thông qua Cloud9 nha. À, lưu ý nha các bạn nếu các bạn build từ máy uh, local của các bạn uh, mà dùng chip M1 hay chip M2 thì các bạn sẽ cần phải có cái dòng này còn nếu mà các bạn build ở, uh, ví dụ như build ở trên cloud hay sau này các bạn dùng code build trên OS các bạn sẽ cần bỏ cái dòng mà đi ha tại em mặc định nó dùng đã là là 86 rồi nó không dùng AMD hay là chip ARM của chúng ta thì uh, mình sẽ để có biết cái dòng này ở đây luôn ha. Uh, và mình sẽ comment cái dòng này lại. Xóa cái này đi. Lưu lại ha, cần cần chuẩn S hoặc là comment S trên trên Mac. Uh, rồi git e not chúng ta cũng sẽ đâu là git e not. Chấm git e not À, những cái mà chúng ta sẽ không có đuổi vào trong git để put lên trên cái cái repo của chúng ta ha. chúng ta cũng sẽ dùng cái docker inot để để inot ok inot rồi ok nhìn chung nhìn chung đã ổn nha bây giờ á thì để chạy cái này thì các bạn sẽ cần phải npm thôi để install cái package.json này các bạn con này nó sẽ cài cái express ở đây giống hệ cái local của chúng ta không khác không có khác gì lắm mình sẽ cd vào cái ICS của chúng ta và mình sẽ install um, uh, sudo npm ở đây nó nói là cái file này không phải là json không phải thực sự là javascript mà. thì có thể khi mình copy mình dính một cái khoảng trắng ở đâu đấy rồi ở à, đây mình chạy lại nha. Ok, chúng ta đã thấy cái node module rồi chúng ta ở đây rồi qua à, phiên bản mới ha, nhưng mà phần này cũng không quá quan trọng à. thì bây giờ chúng ta đã có cái, um, à, nói chung là có một cái docker chạy local ở đây ở trên cái, cái cái gọi là cloud này ha. Bây giờ mình sẽ thử mình push lên trên à, thằng code commit của chúng ta, code commit của chúng ta ở đây ha thì bây giờ muốn để push này thì các bạn sẽ cần phải git init để tạo ra cái thư mục git uh, trong ICS của chúng ta các bạn thấy master đây đúng không ạ bây giờ các bạn muốn kết nối lên trên cái con này thì các bạn sẽ cần phải có cái url của nó ha, clone cái uh, url ở đây thì, uh, để các bạn xem này các bạn xem này nó sẽ nó sẽ dạng này uh, https này git uh, có commit uh, not one amu um, là tokyo uh, report ICS symbol thì bây giờ mình muốn kết nối được con này á, thì mình sẽ phải à, mình phải dùng cái lệnh để mà à, kết nối trước ha thì mình sẽ git này remote này s à, add ha à, add origin này à, xong mình paste cái này vào đây thì nó sẽ add một cái origin ở trên cái repo chúng ta thì muốn được kiểm tra các bạn sẽ là git remote à, chữ về ha các bạn thấy này origin của mình ở đây này đúng không ạ bây giờ mình đang mình đang ở trong root của cái ECS symbol thì rút access symbol thì các bạn sẽ à, ví dụ ghi status đi hiện tại mình đang có một số các các cái file này mới này giờ mình muốn ghi thì mình đẩy lên thì ghi s thôi thì cái này khá giống cái tuần trước thôi các bạn có thể xem lại những cái phần series đầu à, bài bài nhớ mình nhớ nhầm bài ba bài bốn gì đấy à, bài docker cơ các bạn sẽ nắm rõ này không rồi bây giờ mình ghi mình đã s rồi mình sẽ ghi uh, commit ha uh, commit để mình xác nhận mình đẩy lên trên cái ECA uh, my very và commit à. à chung chung rồi thôi. À, các bạn thấy à, có đúng không ạ? Ví dụ git status này. À, hiện tại đang mình đang không có gì đó ha. Giờ mình git push thôi. Thì lưu ý cái lần push đầu tiên thì nó phải set up set set up cái stream ở đấy ha. Rồi, mình sẽ push lên. Thì à, ở đây nó sẽ nói là không thể kết nối cái thằng này à, à bởi vì là bản thân ta mình không có cái permission thôi. Thì bây giờ để quay lại thì chúng ta sẽ À, coi trong cái uh, cái role của chúng ta, cái role của cái clonea chúng ta đây này. Role của clonea thì chúng ta sẽ add một cái uh, policy. Thì uh, thực ra nếu mà các bạn làm lâu các bạn quen thì các bạn sẽ có thể add một cái restrictly ha. Uh, còn nếu mà các bạn bắt đầu các bạn chưa quen thì các bạn có thể dùng uh, có commit full xét có nghĩa là các bạn sẽ nó quyền xóa sửa event đủ kiểu ha. Uh, hoặc là các bạn dùng cái power user là đủ đủ để đủ để dùng trong cái trường hợp của mình rồi mà để làm lâu dài thì mình sẽ ép cái code commit full nó xét còn trong thực tế thì các bạn có cần phải granular list privilege phần quyền cho nó hợp lý uh, đủ dùng rồi không phần quá ha. rồi bây giờ mình sẽ quay về cái uh, cloud nine của mình để mình thực hiện push lại lên trên cái code commit rồi các bạn thấy là mình đã put lên trên nhánh uh, master rồi nha. Rồi chúng ta quay lại cái repo của chúng ta này, ECS symbol này. Hiện tại lúc trước khi put chúng ta là empty repo đúng không ạ? Chúng ta sẽ refresh lại. Ê, các bạn thấy có các file đây đúng không ạ? Ví dụ bây giờ sử dụng cái index.js uh, của chúng ta ở đây này. Bạn thấy hello Việt không? thì uh, bây giờ giả sử mình muốn sửa một gì đó đi mình sửa cái cái này chút nào đây mình sẽ sửa cái service name của mình này uh, giờ mình muốn sửa cái này là thành hello ecs user macro service uh, form code commit ha uh, bây giờ mình sẽ lưu lại rồi khi lưu lại thì mình sẽ có thấy là git status ha hiện tại là đang modify cái js index js này à uh, git s chấm có nghĩa s tất cả mọi thứ ha git commit chữ m um, ví dụ như là update index chấm gì s for code commit sau đó mình lại thì mình sẽ bây giờ mình sẽ refresh lại mình sẽ thấy ở bên cái này ha Đây, các bạn sẽ thấy cái index.js của mình ở đây. Đây, form commit đây. Các bạn có thể xem lịch sử commit của chúng ta ở đây. Đây, update index for code commit my very first commit đây nha. Các bạn có thể xem trên từng cái này. Thậm chí là các bạn có thể tạo các pull request để các bạn có thể mở code lại. Các bạn tạo các branch uh, ở trên cái uh, cái code commit này cũng có rất nhiều trò. Nói chung là ở đoạn này thì... Uh, mình cũng có có là một bài về code commit rồi uh, trên cái Sorry thì mình các bạn nếu mà quan tâm các bạn có thể xem lại phun rồi nó sẽ chi tiết hơn nào thì mình sẽ làm các bạn một cái trường hợp uh, cơ bản nhất thôi bây giờ hiện tại là trong cái repo chúng ta ở đây này các bạn thấy ICS này các bạn thấy là mình chỉ có một nhắn master nhưng mà trong thực tế các bạn sẽ thấy các bạn sẽ có rất nhiều các nhắn đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ thử demo một cái là chúng ta sẽ tạo một cái nhắn uh, trên cái code commit này khác xong rồi chúng ta sẽ thử sửa cốt new feature xong rồi ta đó thử tạo cái pull request trên này ha thì cái này trường hợp này khá là khá là um, kiểu cơ bản thì um, mình sẽ tạo này kit này uh, chất cao uh, một cái gọi là nhắn new feature gì đấy các bạn thấy này khi mình chuyển qua new feature các bạn thấy ở đây trên ấy trên cái, uh, cái cloud này nó hiển thị là new feature thì trong cái new feature này bây giờ mình sẽ sửa một cái thứ gì đấy ha uh, thì bây giờ cái này giả sử mình có có là mình bảo là v1 sửa v1 thì bây giờ mình sẽ git uh, status trước đi nha nó sẽ là in vẫn là index.js là mình sửa thành v1 bây giờ nhưng mà ở cái này ở các bạn nên nhớ là các bạn tạo ra một cái nhánh khác từ cái nhánh master của chúng ta để mình sẽ add cái này git commit m bây giờ là update new feature à, git push thì khi git push trong trường hợp này á, nó sẽ yêu cầu các bạn push lên một cái nhắn cụ thể ha. ví dụ new feature chúng ta ở đây rồi update lên giờ quay lại quay lại cái à, uh, code commit chúng ta này rồi, các bạn sẽ thấy khi các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là có, chúng ta có một nhắn new feature ở đây khi mà bấm vào nhắn master ở đây này các bạn bấm vào index này thì các bạn sẽ thấy là À, vẫn là hello from code commit đúng không ạ? Nhưng mà các bạn chỉ qua nhắn new feature này. Các bạn sẽ thấy là code commit V1 đúng không ạ? Thì cái này là một cái uh, cũng khá là quen thuộc và các bạn có thể làm trên code commit. Ở trong thực tế thì các bạn dev các bạn đổ các bạn có thể có nhiều người tạo nhiều feature. Và khi các bạn mở về cái nhánh master hay nhánh main ấy, các bạn sẽ cần phải có một cái gọi là uh, pull request ha trong cái pull request các bạn có thể tạo pull request ở đây. giả sử pull request mình là nhắn master và cái source của nó là new feature ha. mình compare. compare nó coi nó có cái sự uh, khác biệt gì không ha. ví dụ không có conflict gì này là tốt này ha. tạo new feature, please uh, review and merge to master new feature một. hello, vì đây là mình đặt tên bất kỳ đó. các bạn sẽ thấy này thay đổi là gì à, cái service name của mình từ code commit sang code commit v1 thôi đơn giản như thế ha mình create cái pull request thì cái create cái pull request ấy, thì các bạn có thể làm được rất nhiều hoạt động ở đây ví dụ như là các bạn có một cái team ví dụ bạn senior các bạn được quyền vào đây xem cái pull request và các bạn có quyền được review và merge cái, cái request này thì trong phần này mình có thể thấy được cái phần là uh, thay đổi này uh, rồi trong phần này có thể comment đó. uh, I am okay with this. Please go ahead and good luck. Thì kiểu kiểu như vậy ha. Rồi các bạn có thể để ở đây để những cái icon ở đây và các bạn có thể chia sẻ cho nhiều cái user ha, à, thông qua IM ha. Thì mình có làm một cái bài story về IM Uh, crash course trên đồ, trên cái channel của mình nha các bạn nếu mà thích thú các bạn có thể tìm hiểu phần đấy thêm để phân quyền cho đội nhóm của mình thì trong phần này thì sau khi xem đủ kiểu các bạn có thể xem lịch sử có commit ở đây này lịch sử commit của cái bạn dev của chúng ta rồi xem approval approval được chưa thì uh, chúng ta sẽ mở lại đi thì khi mở lại thì các bạn sẽ có các các cái kiểu fast forward này uh, gộp lại này tắt ra rồi bạn ba cắt mờ gì này các bạn có thể xem kỹ thêm phần này ha thì mình thì mình hay dùng option này là delete uh, source tức là bây giờ chúng ta có nhấn master và nhấn new feature thì sau khi chúng ta mở xong thì nhấn new feature sẽ bị xóa đi ha mình sẽ mở mở pull request rồi mình đã mở thành công rồi mở này uh, mở này này thì trong cái pull request các bạn có thể xem lại những cái cái nào các bạn đã phê duyệt ha thì uh, chúng ta quay về cái code base của chúng ta này các bạn xem cái phần uh, index chấm thì các bạn thấy là v1 à, thì các bạn sẽ không còn thấy cái nhắn uh, new feature chúng ta nữa thì khi quay về cái quay về cái uh, cloud này hay cái, cái, cái id của các bạn các bạn đây tại vì cái này local bọn nó sẽ vẫn còn ở đây ha thì các bạn sẽ quay về các bạn như là cái uh, uh, chất cloud master thì lúc này khi các bạn chuyển về master á các bạn thấy nó chuyển về từ về master ở đây đúng không ạ thì uh, theo các bạn thì cái bạn mở lại cái file này, file index này nó có ra với một hay nó vẫn là code commit thì nó vẫn là code commit thôi tại vì nó nó đang ở local mà thì muốn để update cái mới á, thì mỗi lần các bạn về nhấn master các bạn còn phải git pull à. thì khi pull về á, thì nó sẽ lấy những cái phiên bản mới nhất ở trên cái server trên cái à, uh, commit của chúng ta mà uh, xin lỗi nha cũng không phải là server nó uh, bản thân code commit nó là server rồi các bạn sẽ không có khái niệm là server hay là quản lý máy chủ như thế nữa thì đây là cái uh, sử dụng cơ bản về code commit ha, thì bây giờ chúng ta đã có đẩy cốt từ bên cloud nine này, uh, coi lại quy trình này từ bên cloud nine để sang code commit ha, thì trong phần tới mình sẽ tìm hiểu về cái code build, ha. Code build mình sẽ nói cuối cùng sau khi chúng ta đi qua những cái phần này, uh, Mình cốt build, ý tưởng của code build là gì? ý tưởng của code build nó sẽ build ra một cái artifact và nó sẽ một cái đầu ra giống như là mình uh, docker build ấy thì nó sẽ tự động nó build Uh, để lưu ở trên uh, ví dụ trong trường hợp này trong cái trong cái bài này nó lưu trong S3 mình sẽ đẩy thẳng cái artifact nó lưu trên một dụ ICA uh, một cách tự động thay vì chúng ta lần trong lần trước thì chúng ta cứ phải gõ docker build thủ công ở này nó cũng khá mệt mỏi đúng không ạ? Thì này, cái dịch vụ code build này sẽ làm cái chuyện này một cách tự động. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo về code build.